Ở tuyển Argentina, Lionel Messi là linh hồn trong lối chơi của những vũ công tango. Ba chức vô địch trong vòng gần 4 năm là bằng chứng thuyết phục nhất. Các đồng đội trên sân có thể chạy hết mình để bù đắp cho El Puga. Họ có thể chiến đấu va chạm với bất cứ ai, thậm chí là nhảy vào biển lửa chỉ để bảo vệ người đội trưởng của mình. Đó là một tập thể rất đoàn kết về mặt tinh thần. Tuy nhiên, chỉ cần thiếu Messi trong một quãng thời gian ngắn là đại họa đã ngay lập tức xảy ra. Đó cũng là yếu tố cho thấy Messi quan trọng thế nào trong việc giữ gìn quy củ cho những chú báo con ở đội tuyển Argentina. Câu chuyện về Enzo Fernandez có những lời lẽ thiếu chuẩn mực trong một đoạn livestream đã khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ. Lời bài hát mà Enzo cùng các đồng đội nghêu ngao trên xe buýt được dịch nôm na ra tiếng Việt như sau: bọn chúng chơi cho tuyển Pháp nhưng đến từ Angola, mẹ là người Nigeria, bố thì đến từ Cameroon, thế mà hộ chiếu vẫn là người Pháp. Những lời xúc phạm vô cùng nặng nề, trong khi chính Enzo Fernandez đang là một cầu thủ chơi ở giải Ngoại Anh, một giải đấu luôn có nghi thức quỳ gối trước mỗi trận để thể hiện tinh thần chống lại mọi hành vi phân biệt chủng tộc. Nếu đó là vì cảm xúc thăng hoa sau trận chung kết World Cup 2022 với Pháp thì người ta có thể tạm thời chấp nhận và bỏ qua, vì đó là những cảm xúc thăng hoa sau chức vô địch lần đầu tiên sau nhiều năm chờ đợi. Nhưng tất cả chúng ta đều biết đây là Copa America, tuyển Pháp chẳng liên quan gì đến chiến dịch này để bị đem ra xúc phạm. Nếu có thì có thể nó xuất phát từ những tư thủ cá nhân. Enzo Fernandez và một số cầu thủ khác đã hát bài hát phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, danh tính cụ thể của những cầu thủ trong nhóm này chưa được công khai. Lionel Messi, Julian Alvarez, Nahuel Molina và Ezequiel Palacios không có mặt trên chuyến xe buýt bởi họ đã ở lại Mỹ. Còn Alexis McAllister và một nhóm 11 cầu thủ khác cùng nhân viên đã bay về Buenos Aires. Danh tính cụ thể của những cầu thủ khác trong nhóm này chưa được tiết lộ. Chuyện này không chỉ gây phẫn nộ trong cộng đồng người hâm mộ mà còn khiến hình ảnh của đội tuyển Argentina bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đáng chú ý là những lần trước đây, Messi đã không ít lần ngăn cản đồng đội ăn mừng quá khích và chế nhạo đối thủ. Nhiều người hâm mộ đội tuyển Argentina đã thầm ước Messi có mặt trên chuyến xe buýt này để ngăn cản những sự việc như vậy xảy ra. Nhưng giá như chỉ là một cụm từ để bày tỏ sự tiếc nuối. Và lại, Leo cũng không phải bảo mẫu để cứ kè kè chỉ bảo những cầu thủ mãi chẳng chịu lớn. Trong quá khứ, quá nhiều lần Messi đã giúp ngăn cản những cái đầu nóng gây ra những vụ việc động trời. Trong một trận đấu gần đây, khi đang ăn mừng bàn thắng cùng đồng đội, Enzo Fernandez đã có hành động khiêu khích các cổ viên đối phương. Ngay lập tức Messi đã ra hiệu gạt tay để nhắc nhở đồng đội, thể hiện rõ ràng quan điểm không chấp nhận những hành vi thiếu tôn trọng này. Một trường hợp khác, trong thời khắc ăn mừng trước vô địch Copa America 2021, đội tuyển Argentina đã có những màn ăn mừng cuồng nhiệt. Tuy nhiên, khi Rodrigo De Paul có dấu hiệu quá khích và muốn khiêu khích cổ viên Brazil, Messi đã nhanh chóng ra dấu ngăn chặn bằng cách giơ ngón tay cảnh báo De Paul không nên thực hiện hành động này. Những hành động như vậy không chỉ cho thấy Messi là một người đội trưởng tận tâm mà còn chứng minh anh luôn đề cao sự tôn trọng đối thủ. Anh không chỉ là một ngôi sao trên sân cỏ mà còn là một hình mẫu đáng kính, luôn giữ vững tinh thần thể thao. Điều này giúp duy trì hình ảnh đẹp của đội tuyển Argentina trong mắt người hâm mộ trên toàn thế giới và đặt nền tảng cho các cầu thủ trẻ noi gương. Và khi thiếu đi Messi thì ngay lập tức các cầu thủ trẻ của Argentina đã trở thành những chú báo con và phá hủy đi hết những nỗ lực trong suốt quãng thời gian qua của người đội trưởng mẫu mực. Sự vắng mặt của Lionel Messi trong vụ việc này đã cho thấy tầm quan trọng của anh trong việc duy trì đạo đức thể thao và tinh thần đồng đội. Messi không chỉ là một cầu thủ xuất sắc mà còn là một người lãnh đạo có tầm ảnh hưởng lớn. Những hành động của anh trong quá khứ đã giúp đội tuyển Argentina duy trì sự tôn trọng và đạo đức trong thi đấu. Việc Messi không có mặt trong vụ việc này đã làm cho tình hình trở nên phức tạp hơn và khó kiểm soát. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy rằng việc duy trì đạo đức và tôn trọng trong thể thao không chỉ phụ thuộc vào một cá nhân mà còn sự chung tay của cả đội. Chưa cần nhắc đến những án phạt có thể xảy đến với cầu thủ này, nhưng trước tiên cựu sao Benfica sẽ phải đối mặt với những sự phẫn nộ từ chính những người đồng đội da màu đang cùng khoác áo Chelsea. Vụ việc này đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho Enzo Fernandez. Nhiều tuyển thủ Pháp hiện đang thi đấu cho Chelsea như Wesley Fofana, Malo Gusto và Arsène Disasi đã bỏ theo dõi anh trên mạng xã hội Instagram, thể hiện sự tẩy chay đối với hành động của Enzo. Nếu Enzo Fernandez không xin lỗi một cách khéo léo và chân thành, anh có thể đối mặt với nguy cơ bị tẩy chay từ các đồng đội người Pháp tại Chelsea. Đội bóng London đã bắt đầu điều tra về vụ việc này và Enzo có thể cần phải thể hiện sự hối lỗi thực sự và cam kết không tái diễn hành động tương tự trong tương lai. Mới nhất, Chelsea đã có những thông báo về hành động của cầu thủ mang áo số 8. Câu lạc bộ Chelsea cho rằng mọi hành vi phân biệt chủng tộc trong bóng đá là điều không thể chấp nhận được. Chúng tôi tự hào là một đội bóng với sự đa dạng, nơi mọi người đến từ mọi nền văn hóa, cộng đồng và bản sắc đều cảm thấy được chào đón. Chúng tôi ghi nhận cũng như đánh giá cao lời xin lỗi công khai của Enzo Fernandez và sẽ coi đây là cơ hội để cậu ấy có thể nhận về một bài học cho mình. Ngoài ra, câu lạc bộ cũng sẽ thực hiện một án phạt nội bộ với Enzo. Nhiều khả năng án phạt nội bộ có thể sẽ là cấm thi đấu trong một quãng thời gian dài, phạt tiền và cũng có thể là bị đẩy xuống tập cùng đội trẻ để cách ly khỏi những người đồng đội cảm thấy khó chịu với Enzo.
Một số cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đã từng bị cáo buộc hoặc liên quan đến các vụ việc phân biệt chủng tộc. Dưới đây là một số ví dụ nổi bật. Đầu tiên là Luis Suarez. Năm 2011, Suarez bị buộc tội sử dụng ngôn từ phân biệt chủng tộc với Patrick Evra trong trận đấu giữa Liverpool và Manchester United. FA đã cấm Suarez thi đấu 8 trận và phạt anh 40.000 bảng. Sự việc này đã gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ và là một trong những vụ việc phân biệt chủng tộc nổi tiếng nhất trong bóng đá hiện đại. John Terry, năm 2011, cựu đội trưởng Chelsea và đội tuyển Anh. John Terry bị buộc tội phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand trong trận đấu giữa Chelsea và Queen Park Rangers. Mặc dù tòa án miễn tội, Terry vẫn bị FA cấm thi đấu 4 trận và phạt 220.000 bảng. Vụ việc này đã làm dấy lên nhiều tranh cãi và gây ra căng thẳng giữa các cầu thủ và người hâm mộ. Năm 2013, Anelka bị cấm thi đấu 5 trận và phạt 80.000 bảng vì hành động trào kiểu Kennelly. Một cử chỉ được cho là mang ý nghĩa phân biệt chủng tộc trong một trận đấu, Anelka sau đó đã phủ nhận ý định phân biệt chủng tộc, nhưng án phạt vẫn được thực hiện để ngăn chặn các hành vi tương tự trong tương lai. Ngoài việc từng bị cáo buộc phân biệt chủng tộc, Di Canio còn gây tranh cãi với hành động trào kiểu phát xít trong các trận đấu khi thi đấu cho Lazio. Năm 2005, Di Canio bị cấm thi đấu 1 trận và phạt 7.000 bảng do hành động này. Di Canio sau đó đã công khai nhận mình là một người phát xít nhưng phủ nhận việc phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, hành động của anh đã gây ra sự phản đối lớn từ phía công chúng và các tổ chức chống phân biệt chủng tộc. Năm 2020, Cavani bị cấm thi đấu 3 trận và phạt 100.000 bảng do sử dụng ngôn từ mang tính phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội. Cavani đã sử dụng một từ ngữ trong tiếng Tây Ban Nha được coi là phân biệt chủng tộc khi chúc mừng một người bạn. Anh sau đó đã xin lỗi và giải thích rằng không có ý định phân biệt chủng tộc nhưng vẫn phải chịu án phạt từ FA. Những vụ việc này cho thấy vấn đề phân biệt chủng tộc vẫn tồn tại trong bóng đá và nhấn mạnh sự cần thiết của các biện pháp mạnh mẽ hơn để đối phó với hành vi này. Trong bối cảnh thế giới hiện đại, những vụ phân biệt một cách lộ liễu như thế này sẽ bị trừng phạt cực kỳ nặng nề và đây sẽ được coi là án điểm để xử. Không bàn đến vấn đề tiền nong thì một án phạt cấm thi đấu kéo dài bằng tháng hoặc thậm chí bằng năm sẽ được đưa ra, nhất là khi quy mô của vụ này đã lên đến tầm cỡ quốc gia. Sự nghiệp của Enzo Fernandez có thể gặp nhiều khó khăn sau vụ việc này. Anh có thể bị phạt nặng từ câu lạc bộ và liên đoàn bóng đá, cũng như mất đi sự ủng hộ từ người hâm mộ. Ngoài ra, mối quan hệ với các đồng đội tại câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia cũng có thể bị ảnh hưởng, khiến anh khó lòng duy trì phong độ và sự nghiệp của mình. Vụ việc Enzo Fernandez và cầu thủ Argentina hát bài hát phân biệt chủng tộc trên xe buýt đã gây ra một làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng và giới chuyên môn. Sự vắng mặt của Lionel Messi đã làm cho tình hình trở nên phức tạp hơn và cho thấy tầm quan trọng của việc duy trì đạo đức thể thao và tinh thần đồng đội. Để khắc phục hậu quả của việc này, Enzo Fernandez cần phải thể hiện sự hối lỗi thực sự và cam kết không tái diễn hành động tương tự trong tương lai. Đồng thời, đội tuyển Argentina cũng cần phải có những biện pháp nghiêm khắc để ngăn chặn những hành động sai trái tương tự, để đảm bảo duy trì hình ảnh và đạo đức thể thao của đội tuyển. Sẽ cần một quãng thời gian nữa để xác định xem án phạt dành cho Enzo sẽ là gì và mức độ nặng nhẹ ra sao sẽ còn phụ thuộc vào độ hối cải của Enzo Fernandez. Rõ ràng là đây sẽ là một biến cố không hề nhỏ và nó sẽ ngăn cản những bước tiến trong tương lai của cựu sao Benfica. Có lẽ bây giờ Enzo đang thầm ước rằng giá như có anh cả Lionel Messi ở đó thì cái mỏ hỗn của mình đã không đi chơi sao.